Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, một đám cháy trong nhà kho của khu chợ nổi tiếng ở Saint Petersburg có thể bắt nguồn từ một phòng hút thuốc, sau đó ngay lập tức lan rộng. Một nhân chứng cho biết, có thông báo chúng tôi cần khẩn trương rời đi, sơ tán khỏi tòa nhà. Đây không phải là báo động huấn luyện. Ông cho biết thêm, các phòng trong góc, nơi có phòng hút thuốc chủ yếu là thùng các tông nên lửa lan nhanh khắp nhà kho. Tại hiện trường vụ cháy không có vật liệu nổ. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết đám cháy trên diện tích 50.000 m2 và được đánh giá là cấp 5, mức nghiêm trọng nhất. Gần 300 lính cứu hỏa và hàng chục xe cứu hỏa cũng như trực thăng đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bao trùm một khu vực rộng lớn. Văn phòng báo chí của công ty bán lẻ Wildberries xác nhận nhà kho thuộc sở hữu của họ và cho biết tất cả nhân viên của nhà kho đã được sơ tán. Trước đó, thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận rằng một đám cháy đã bùng phát tại cổng xuất khí đốt của Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Thống đốc Drozdenko nói thêm rằng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và các đơn vị cứu hỏa địa phương đã tham gia vào nỗ lực dập lửa. Nhà chức trách đã đặt quận Kinzisevsky trong tình trạng báo động cao và tiến hành sơ tán khu vực cảng. Theo người đứng đầu quận Yuri Zapalaski, lính cứu hỏa đã được triển khai và những người ứng cứu đầu tiên đã được điều động đến hiện trường. Mặc dù nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng người dân ở khu vực lân cận cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái trước vụ nổ. Ust-Luga là cảng lớn nhất biển Baltic, nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 km và cách biên giới Estonia 35 km. Tại đây có 12 nhà ga, được thiết kế để xử lý các sản phẩm khác nhau bao gồm từ dầu khí, phân bón, khí hóa lỏng đến gỗ và ngũ cốc. Theo trang web chính thức của Novatek, khu phức hợp Ust-Luga của Novatek là khu phức hợp phân đoạn và trung chuyển khí ngưng tụ nằm tại cảng Ust-Luga. Khu phức hợp này xử lý khí ngưng tụ ổn định thành naphtha nhẹ và nặng, nhiên liệu máy bay phản lực, thành phần nhiên liệu tàu thủy và dầu diesel, đồng thời cho phép vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường quốc tế. Tổ hợp Ust-Luga cũng cho phép trung chuyển khí ngưng tụ ổn định sang thị trường xuất khẩu. Tổ hợp này được đưa vào vận hành năm 2013 với công suất 7 triệu tấn một năm. Trước đó, quân đội Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Saint Petersburg, mà theo truyền thông địa phương nhắm vào một kho dầu. Một chiếc UAV chở 3 kg thuốc nổ đã bị bắn rơi ở khu vực lân cận của công ty cổ phần kho chứa dầu thô của thành phố. Đây dường như là cuộc đột kích đầu tiên của Ukraine tiếp cận khu vực. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát phòng thiết kế kỹ thuật cơ khí Raduga ở khu vực Moscow và được xem các tên lửa hành trình không đối đất, tên lửa chống radar, tên lửa chống hạm, cũng như các mẫu vũ khí dẫn đường để hứa hẹn. Ông Shoigu nhấn mạnh, đối với tên lửa không đối đất cần tăng phạm vi tiêu diệt mục tiêu lên trên 300 km do phạm vi chiến đấu của máy bay hiện đại đã tăng lên. Ngoài ra, trong chuyến thăm, một số câu hỏi còn được Bộ trưởng Shoigu đặt ra liên quan tới việc tăng sức mạnh của tên lửa và giảm chi phí sản xuất chúng. Chuyên gia Alexei Leonkov, biên tập viên tạp chí khoa vũ khí của Tổ quốc bình luận, tôi cho rằng khi nói về tên lửa có tầm bắn được tăng lên, nhà sản xuất sẽ nghĩ đến các sản phẩm KH-59MK2 hay KH-69 Gadfly. KH-69 là sự tiếp nối của dòng tên lửa KH-59. Ở phiên bản cổ điển, nó mang đầu đạn nặng khoảng 400 kg. Có lẽ sau khi sửa đổi, trọng lượng đầu đạn sẽ lên tới 800 kg. Ngoài Su-57, tiêm kích Su-75 Checkmate để hứa hẹn có thể trở thành phương tiện mang tên lửa mới. Ngoài ra, KH-69 có thể được sử dụng bên ngoài bởi bất kỳ máy bay tấn công hiện đại nào của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Su-30, Su-35, Su-34. Trước đó, Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine cho biết Nga sản xuất khoảng 115-130 tên lửa hành trình, cùng với 100-115 tên lửa chiến thuật mỗi tháng. Đại diện Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh Nga đã chịu tổn thất đáng kể do các công ty linh kiện bị áp lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu sản xuất tên lửa của Nga sẽ không được đáp ứng. Tình báo Ukraine tiết lộ, trong tháng 12 năm 2023, Nga đã không thể sản xuất được một số loại tên lửa hành trình. Hiện tại, Nga đang cố gắng duy trì một lượng dự trữ tên lửa hành trình nhất định, ước tính khoảng 30% kho dự trữ hiện có của nước này. Trong khi đó, các loại tên lửa như KH-31, KH-35, KH-29 và KH-59 có số lượng sản xuất là 100-115 tên lửa mỗi tháng. Được biết, các tên lửa này chủ yếu sản xuất từ linh kiện của Nga, thuộc dòng tên lửa dẫn đường nên chúng chủ yếu nhằm vào các hệ thống phòng không, các trạm radar. Mặt khác, phía Ukraine cho biết Kiev cần thêm máy bay quân sự như máy bay tấn công A-10 của Mỹ để hỗ trợ bộ binh và các máy bay có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syzky, 58 tuổi, cho hay
Tôi đã nói về A10 như một sự lựa chọn nếu chúng tôi được viện trợ. Nó không phải là cỗ máy mới, nhưng là cỗ máy đáng tin cậy, đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều cuộc chiến, và nó trang bị nhiều loại vũ khí để phá hủy các mục tiêu trên bộ và hỗ trợ bộ binh. A-10 Thunderbolt là máy bay tấn công cận âm được sản xuất tại Mỹ và được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Lời kêu gọi bổ sung thêm máy bay của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh gói viện trợ quân sự mới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất dành cho Kiev vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Theo ông Zelensky, máy bay A-10 sẽ hỗ trợ quan trọng cho các lực lượng mặt đất khi Ukraine cố gắng giành thế chủ động trước đối phương vốn có nguồn lực tốt. Máy bay dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ như xe tăng, pháo binh và mọi thứ chống lại bộ binh, ông Zelensky nhấn mạnh. Cũng theo ông, các trực thăng tấn công như AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra và UH-60 Black Hawk đều có thể đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Ukraine. Báo Ukrainska Pravda vừa qua cho biết, công ty công nghiệp quốc phòng Sheklovsky Van ở Tula của Nga đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng UAV. Đây là nhà máy sản xuất hệ thống phòng không Panzer S cùng nhiều sản phẩm khác, và vụ tấn công bằng UAV đã được nguồn tin trong cơ quan đặc biệt của Ukraine xác nhận. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, các lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một UAV của Ukraine ở bầu trời phía trên khu vực Tula. Thông báo cho biết thêm là tạm thời không có thương vong hay thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng gây ra bởi nỗ lực tấn công của UAV Ukraine. Trước đó, Thống đốc khu vực Leningrad của Liên bang Nga, ông Alexander Drosdenko cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một đám cháy đã bùng phát tại một kho khí đốt tự nhiên ở cảng Ust-Luga trên biển Baltic của Nga. Kho khí đốt tự nhiên này cách Saint Petersburg 110 km về phía tây, gần biên giới Estonia, được vận hành bởi Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga. Vụ hỏa hoạn này diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về việc nhìn thấy máy bay không người lái trong khu vực. Kênh thông tin Fontanka có trụ sở ở Saint Petersburg cho biết ít nhất 2 máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời bay về hướng Saint Petersburg trước khi kho khí đốt bốc cháy. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga và lực lượng cứu hỏa địa phương đã tham gia chữa cháy nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Trước đó, thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomas cho biết các bể chứa dầu tại một kho chứa ở thị trấn Klinsky đã bị bốc cháy sau khi một UAV của Ukraine bị bắn hạ, còn đạn của nó rơi xuống khu vực kho dầu Klinsky. Theo TASS, 4 bể chứa khoảng 6.000 mét khối bốc cháy, lửa đã bao trùm một khu vực khoảng 1.000 mét vuông. Vụ tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công UAV vào một cảng dầu ở thành phố Saint Petersburg của Nga bốc cháy. Bên cạnh đó, Nga đã đáp trả bằng việc bắn rơi UAV của Ukraine khi tham chiến gần thành phố Sever thuộc tỉnh Donetsk. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 6 của Nga đã công bố video từ kính ngắm ảnh nhiệt cho thấy khoảnh khắc UAV Makarov của Ukraine bị hạ bằng đạn súng bắn tỉa. Trong video, lính bắn tỉa Nga phát hiện UAV Ukraine đang hoạt động trên bầu trời khi sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt. Dường như lính Nga ngắm bắn mục tiêu từ khoảng cách xa và trong trạng thái không có bệ tì do hình ảnh rung lắc khá mạnh. Phát đạn đầu tiên trượt mục tiêu, xạ thủ điều chỉnh đường ngắm và bắn trúng đích với phát thứ hai, khiến phi cơ Ukraine bốc cháy và nhanh chóng rơi xuống đất. Hình dáng mục tiêu cho thấy nó là Baba Yaga, hay còn gọi là Ma Cà Rồng, loại UAV cỡ lớn của Ukraine, có thể thả nhiều loại đầu đạn nổ và từng gây nhiều thiệt hại cho các đơn vị của Nga vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết UAV Makarov do nước này tự sản xuất, có tốc độ bay hơn 80 km/h, tải trọng tối đa là 15 kg và tầm hoạt động 10 km. UAV được trang bị camera ảnh nhiệt giúp nó có thể phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm. Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm yếu như camera ảnh nhiệt không thể nhìn xuyên qua các tán cây dày. UAV cũng phát ra âm thanh lớn khi bay, giúp lực lượng Nga có thể dễ dàng phát hiện nó từ xa, ngay cả vào ban đêm. Một video khác cho thấy quân đội Nga đã sử dụng pháo của xe tăng bắn hạ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine. Máy bay không người lái của Ukraine đang cố gắng lao vào xe tăng của Nga với tốc độ cao. Tuy nhiên, vào thời khắc quyết định, xe tăng của Nga đã khai hỏa bắn hạ máy bay không người lái của đối phương. Điều này cho thấy mức độ phản ứng nhanh nhạy và tính chuyên nghiệp của các đơn vị xe tăng Nga. Ukraine được cho là đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất trên chiến trường để thay thế pháo binh do thiếu đạn dược. Tuy vậy, xét về số lượng máy bay không người lái, Nga vẫn chiếm ưu thế hơn. Các binh sĩ Ukraine cho biết UAV của Nga đã ngăn chặn họ hoạt động hiệu quả trên chiến trường. Theo Avia.pro, những ngày qua, quân đội Nga đã đạt được những thành công đáng kể về mặt chiến thuật trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã giành được chỗ đứng ở khu vực đô thị Adipka, tiến về hướng Mariinsky và nắm quyền kiểm soát làng Karakmanoye ở hướng Kupiansk. Nga và Ukraine liên tục không kích qua lại lãnh thổ của nhau. Sau cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố Belgorod cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo rằng Kiev sẽ không tránh khỏi đòn đáp trả từ Moscow. Trong thông báo được đưa ra vào ngày 20 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến thuật
máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã gây thiệt hại cho lực lượng và thiết bị của Ukraine, bao gồm cả radar Iris-T do Đức sản xuất ở 118 khu vực. Về phía Ukraine, các cuộc tấn công mới đây cho thấy Kiev đang cố gắng phản công như thế nào, bao gồm cả các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga. Nhằm thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công với Nga, Kiev đang cố gắng phát triển và sản xuất UAV tấn công có tầm bắn xa hơn. Bên cạnh đó, Ukraine cũng nỗ lực cải thiện năng lực phòng không. Ông Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine từng cho biết, quân đội nước này đã sử dụng thành công hệ thống phòng không Lai để tiêu diệt UAV tấn công Shahed được Nga sử dụng để tập kích lãnh thổ Ukraine.